Chào các bạn, hôm nay là lễ Chuseok ở Hàn Quốc nên là mình được nghỉ tận 3-4 ngày nên mình sẽ quay trường cho các bạn xem nhé. Đây chính là chỗ mà ngày ba bọn mình phải đến. Đây chính là khu vực quan hệ.
that you take it into her sight. She's waiting.